Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư tiếp tục có những diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có cả văn hóa nghệ thuật. Song với sự chủ động, linh hoạt trong việc điều chỉnh phương pháp tổ chức, hình thức tiếp cận công chúng, các hoạt động văn hóa nghệ thuật trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì, tổ chức, không chỉ góp phần làm dịu đi những căng thẳng tâm lý, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, mà còn góp phần lan tỏa những thông điệp về những giá trị tốt đẹp, về tinh thần yêu nước, trách nhiệm cộng đồng trong việc chung tay kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh. Thay vì biểu diễn trực tiếp tại sân khấu ngoài trời, với sự theo dõi, thưởng thức, cổ vũ của đông đảo tầng lớp nhân dân, năm nay, chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2022 của Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn được chuyển đổi sang hình thức ghi hình và phát sóng. Mặc dù không có được không khí tưng bừng náo nhiệt như biểu diễn trước công chúng, nhưng bằng tình yêu, niềm đam mê nghề nghiệp và mong muốn mang đến một không khí vui tươi trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp và khó lường, các nghệ sĩ, diễn viên, Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn vẫn say sưa, tâm huyết trong từng lời ca, tiếng hát. Là một trong những đơn vị nghệ thuật có nhiều hoạt động thiên về biểu diễn trực tiếp phục vụ công chúng. Do vậy, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhà hát đã gặp không ít khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ và duy trì hoạt động. Không chịu đóng băng, ban lãnh đạo nhà hát đã chủ động thay đổi hoạt động từ biểu diễn phục vụ trực tiếp sang gián tiếp. Phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, tổ chức ghi hình, phát sóng các chương trình nhằm duy trì cầu nối với khán giả và cũng giữ lửa đam mê cho các nghệ sĩ. Tháng 8 năm 2021, khi tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao nhiệm vụ cho Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn mở một cuộc vận động sáng tác các ca khúc, tác phẩm sân khấu về phòng chống dịch COVID-19. Với tinh thần trách nhiệm cao của người nghệ sĩ, chỉ trong một thời gian ngắn, Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn đã sáng tác được 6 ca khúc, 2 vở kịch ngắn và 2 tiểu phẩm. Với đa dạng hình thức tuyên truyền, mỗi tác phẩm đều lồng ghép các chủ trương của Đảng, Nhà nước, các quy định của Chính phủ, Bộ Y tế về phòng chống dịch để người dân dễ hiểu, dễ làm theo, đồng thời cổ vũ, khích lệ tinh thần chống dịch của cả cộng đồng, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu. Các nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn cũng không nằm ngoài cái chiến dịch chống dịch của đất nước, của quê hương. Thế thì các nhạc sĩ và các ca sĩ của Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn cũng đã sáng tác các bài hát cổ vũ động viên tinh thần của toàn dân, toàn quân đang chống dịch. Và chúng tôi tập luyện nhưng mà cũng đảm bảo sự giãn cách. Ngoài ra thì những ca từ viết thì mang tính là kêu gọi toàn dân hãy ý thức được việc chính phủ đang kêu gọi, đó là 5K. Mặc dù đi từ nơi xa về Thanh Hóa hay là từ Sài Gòn, Bình Dương về thì nhớ việc đầu tiên đó là cách ly và tự giác. Chúng ta đồng lòng cùng với chính phủ để đánh tan dịch COVID. Chất lượng của các tác phẩm là đã đảm bảo được yếu tố nội dung tuyên truyền cho các cái vấn đề về COVID. Không nói chung chung về mặt nghệ thuật thì mỗi tác phẩm có một cái màu sắc riêng và chúng tôi cho rằng là đáp ứng được cái thị hiếu của người xem. Và chúng tôi cũng cho rằng cuộc chiến này còn kéo dài và đây là một nhiệm vụ trọng tâm, trước hết, trên hết, nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của nhà hát lúc này. Năm 2021 cũng được xem là một năm đầy khó khăn và thách thức với Trung tâm Văn hóa tỉnh Thanh Hóa. Là một trong những đơn vị xung kích trên mặt trận văn hóa, bên cạnh việc tổ chức các lớp bảo tồn, truyền dạy các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống. Hàng năm, Trung tâm thường tổ chức và tham gia hàng chục kỳ liên hoan văn nghệ quần chúng, hội diễn chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc và của tỉnh. Song việc hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người buộc mọi kế hoạch cũng phải thay đổi. Được tổ chức định kỳ 4 năm một lần, lễ hội văn hóa Hương sắc vùng cao là một trong những ngày hội lớn của đồng bào các dân tộc miền núi Thanh Hóa. Tuy nhiên, năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến nguy hiểm, phức tạp, hoạt động này đã được thay đổi hình thức tổ chức một cách linh hoạt,
vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa đạt được mục đích, ý nghĩa đề ra. Ngay sau khi có hướng dẫn của ban tổ chức lễ hội về việc thay đổi hình thức từ tổ chức tập trung trực tiếp sang thực hiện các video clip, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch các huyện đã bắt tay dàn dựng, tập luyện, ghi hình, biên tập các clip dự thi với các nội dung, chương trình nghệ thuật dân gian, trình diễn giới thiệu nghi thức sinh hoạt văn hóa, trưng bày triển lãm giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch, trình diễn giới thiệu văn hóa ẩm thực đặc trưng, tuyên truyền quảng bá du lịch của địa phương và trình diễn trang phục truyền thống. Mặc dù không thể thay thế được những không gian lễ hội truyền thống, nhưng trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, hình thức tổ chức ghi hình, dựng video clip, các hoạt động, nội dung lễ hội là một cách làm linh hoạt, phù hợp, vừa tạo được sinh hoạt văn hóa bổ ích, ý nghĩa, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Các video clip này còn là nguồn tư liệu phong phú, giúp các địa phương tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng thế mạnh, phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là quảng bá, thu hút đầu tư trên lĩnh vực du lịch một cách rộng rãi hơn. Trung tâm đã có một cái hình thức tổ chức rất là tốt, vừa làm tốt là không bị đứt đoạn cái hoạt động văn hóa truyền thống, nhưng đồng thời vẫn tham gia được đóng góp và khoe được cái bản sắc văn hóa của cái huyện mình, cái vùng mình. Nêu cao tinh thần của người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng, bên cạnh việc nỗ lực duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ thường niên bằng cách chuyển từ tổ chức trực tiếp sang gián tiếp, Trung tâm Văn hóa tỉnh cũng chủ động xây dựng các chương trình nghệ thuật nhằm nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, động viên, cổ vũ lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch. Cùng với đó, những kịch bản như Quê Thanh chống dịch hay Chuyện đi bầu do chính các cán bộ trung tâm xây dựng thể hiện với thời lượng ngắn, lời thoại sinh động, ngôn từ gần gũi cũng đã khéo léo lồng ghép nhiều chủ trương, chính sách, các hướng dẫn về chuyên môn trong việc chống dịch, đã gây ấn tượng mạnh với quần chúng, góp phần nâng cao ý thức của người dân về việc tuân thủ, ủng hộ công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Đảng, Nhà nước. Tỉnh Thanh Hóa ta bước vào trận tuyến này với tinh thần quyết liệt nhất. Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng tình hình dịch bệnh trong tỉnh ta hiện nay về cơ bản đã được khống chế rồi các bác ạ. Đúng vậy các bác ạ, chúng ta luôn tự hào phát huy truyền thống tốt đẹp vì giá trị tinh thần của người dân xứ Thanh, anh dũng, kiên cường, đoàn kết, quyết tâm, mọi người mọi nhà cùng chung tay chống dịch. Đúng vậy, mọi người mọi nhà cùng chung tay chống dịch. Các đồng chí ơi, bà con ơi, đúng vậy đấy, lòng dân, ý đảng, xứ Thanh kiên cường, vững vàng chống dịch. Để đa dạng công tác tuyên truyền, chúng tôi đã tiếp tục xây dựng chương trình ca múa nhạc, kịch tuyên truyền và chúng tôi đã gửi các bài hát cũng như là kịch bản về cho các cộng tác viên, các hạt nhân văn hóa cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh, để rồi từ đấy các bạn sẽ tập luyện. Sau đấy chúng tôi đã hợp lại và chúng tôi đi thu âm, ghi hình để làm sao cái băng hình, băng đĩa chúng tôi làm hiệu quả nhất, có chất lượng nhất, phát trên đài phát thanh của tỉnh, cũng như gửi in sao băng đĩa gửi về cho địa phương để từ đấy địa phương được tuyên truyền sâu rộng xuống người dân, tri ân đến các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Tuy không phải là mới mẻ, song việc chuyển đổi các hoạt động văn hóa nghệ thuật từ biểu diễn phục vụ trực tiếp sang hình thức gián tiếp bằng cách ghi hình phát sóng trên truyền hình hoặc không gian số, tổ chức các cuộc thi online đã và đang cho thấy sự chủ động thích ứng của các đơn vị văn hóa nghệ thuật trước những khó khăn của đại dịch. Dẫu vẫn còn những hạn chế về nội dung và hình thức, nhưng trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp và khó lường như hiện nay, mỗi một món ăn tinh thần đều trở nên quý giá. Bởi hơn hết, sức mạnh tinh thần chính là liều vaccine giúp lan tỏa đi những thông điệp yêu thương, sẻ chia, cổ vũ, chung tay góp sức cùng toàn xã hội đẩy lùi giặc dịch, hướng tới một cuộc sống bình yên.